Tử vi tuổi Mùi 2021, xung thái tuế, kích phát suy nghĩ kỳ quái, lợi bất cập hại. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời khắc sang năm mới, ai cũng chúc cho mọi người được an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, bình an, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Có lẽ câu chúc mừng này sẽ không phù hợp với người tuổi Mùi, bởi trong năm 2020, đa phạm hại thái tuế khiến vận trình trong năm của bản mệnh có nhiều biến đổi, sự nghiệp, tài lộc của con giáp đã gặp nhiều khó khăn, thậm chí là đình trệ trong một thời gian. Sang năm 2021, tuổi Mùi vẫn chưa thoát khỏi vòng vây của thái tuế, vận hạn do thái tuế đã bám giết từ năm này sang năm khác. Vừa thoát được kiếp này thì lại gặp phải vận hạn khác, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vận trình của người tuổi Mùi vô cùng biến động. Vậy trong năm 2021, vận trình của người tuổi Mùi sẽ xảy ra những điều gì? Để có thể biết thêm chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của tuổi Mùi trong năm 2021 Tân Sửu, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tử vi tuổi Mùi năm 2021. Năm 2021 đối mặt với xung thái tuế, vận khí của tuổi Mùi biến động mạnh, hùng vận lấn át cát vận, tâm tính đổi thay, không còn ôn hòa hay tự kiềm chế như trước mà sẽ bị kích động, sinh ra nóng nảy, làm liều. Điều đó khiến mọi phương diện của cuộc sống đều bị chi phối ít nhiều. Cho nên để có thể hóa giải vận hạn và tận dụng thời điểm tốt này, thầy phong thủy khuyên người tuổi Mùi hãy mang bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ giúp nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh. Công việc khó khăn hơn trước, việc quý nhân không nhiều, vận quý nhân không nhiều trong khi tiểu nhân lại vượng. Người tuổi Mùi có một năm vất vả, nhiều lo toan, tự làm tự ăn, không trông chờ vào may rủi. May mắn tỷ kiến xuất hiện mang tới không ít cơ hội thể hiện cá tính và năng lực của bản thân. Cộng thêm tuế phá khơi dậy tham vọng và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu biết vận dụng tốt, tuổi Mùi vẫn có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng nên nhớ, cái giá phải trả cũng rất đắt, cần chấp nhận đánh đổi. Hơn nữa trong năm còn có thực thần thúc vượng tài khí, thúc đẩy các mối làm ăn, kinh doanh hay đầu tư sinh lời, gặp may mắn. Mệnh chủ cũng có số hưởng được đi tới nơi cao sang, ăn nhiều của ngon, vật lạ. Có điều cần chú ý đề phòng đại hào chủ hào tán tiền của hoành hành, hết sức cẩn trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc, hạn chế đầu tư mạo hiểm kẻo tiền mất tật mang. Giả đạo có nhiều bất ổn, tình cảm vợ chồng giảm sút, cần thời gian để chia sẻ và bồi đắp nhiều hơn. Người độc thân thì có vận đào hoa kém sắc, sẽ bị vết thương lòng do chia ly, cách biệt. Về sự nghiệp, quan vận. Thứ nhất về công việc, sự nghiệp năm 2021. Đối đầu trực diện với thái tuế khiến tâm tính tuổi Mùi kích động mạnh hay nóng vội, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân kích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Thiên hư hung tinh còn khiến bản mệnh nảy sinh suy nghĩ kỳ quái như muốn phá vỡ mọi quy chuẩn, nguyên tắc vốn được thực hiện khá tốt bấy lâu nay. Thậm chí có người muốn bỏ việc, muốn ẩn mình trong các tôn giáo, tâm linh. Từ đó bản mệnh khó gò mình trong khuôn khổ nhất định. Ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp. Ở nhà thì xung đột với cha mẹ, phối ngẫu khiến lộ trình thăng tiến vốn đã làm áp lực, lại thêm nhiều trông gai. May mắn bản mệnh được tỷ kiên mang tới không ít cơ hội thể hiện cá tính và năng lực của bản thân. Cộng thêm tuế phá còn khơi dậy tham vọng và sức đấu tranh mạnh mẽ, nếu biết vận dụng tốt thì vẫn có cơ hội thăng chức. Nhưng nên nhớ, cái giá phải trả rất đắt, cần hạ quyết tâm cao độ và đừng ngại ngần đánh đổi. Chính vì vậy, để có thể tăng may mắn và kích hoạt tài lộc, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận,
Hợi, Mão, Mùi với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân sẽ chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn cho bản mệnh. Đồng thời khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hành thông, phát triển, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Quan vận, lộ trình thăng tiến năm 2021. Tử vi tuổi Mùi cho thấy tỷ kiến đại diện cho cái tôi sẽ bị kích động của tuổi Mùi, thực thần kích thích, ý muốn tự do, tự tại, hàm chơi biến làm. Thái tuế là xung đột trực diện, tất cả các yếu tố này đều gây bất lợi cho quan lộ của đương số. Theo đó, năm 2021 không nhiều cơ hội thăng tiến, hoặc nếu có, mệnh chủ phải vô cùng vất vả, tự đấu tranh với chính bản thân mình cũng như những tác động khách quan bên ngoài. Tài lộc, tiền bạc. Năm 2021, lộ trình cầu tài của tuổi Mùi gặp không ít trở ngại, mất mát, ngoài ý muốn. Xung thái tuế mang theo hung hiểm và xui xẻo, kiếm tiền khó khăn hơn trước. Tiền vào cửa trước, ra cửa sau, áp lực kinh tế lớn, chỉ tiêu khá eo hẹp, cần lấy tích lũy làm trọng. Lại có đại hao hung tinh, chủ hao tán tiền cũng hoành hành. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc. Hạn chế đầu tư mạo hiểm, kẻo tiền mất, tật mang. Những người làm công ăn lương hay những ai chỉ có nguồn thu nhập chính sẽ ít chịu tác động của đại hao. Ngược lại, những ai làm tư, làm chủ hay trong nhóm kinh doanh sẽ dễ phá tài, hao tổn tiền bạc do ít vận may về thứ tài. Đa phần đều phải tự làm, tự ăn, không trông chờ may rủi. Nói như vậy không có nghĩa là tài vận năm 2021 của tuổi Mùi quá ảm đạm. Bởi vẫn có những thời điểm có giáp được thực thần chiếu cố, tạo cơ hội kiếm tiền rất mạnh. Nhưng chỉ những ai chủ động nắm bắt, thực sự nỗ lực và biết quản lý tiền bạc mới có tiền chảy về túi. Trái lại, người lười nhác, thiếu kế hoạch cũng như mục tiêu tài chính rõ ràng hoặc tiêu xài lãng phí chỉ để thỏa mãn hưởng thụ bản thân thì chỉ có thể đứng từ xa nhìn tiền đổ về túi người khác. Ngoài việc chủ động, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tân Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Tình duyên, gia đạo. Chịu tác động mạnh của thái tuế 2021, tình cảm của người tuổi Mùi xuất hiện nhiều vấn đề bất cập. Tình cảm vợ chồng giảm sút, tần suất cãi vã, khắc khẩu ngày càng gia tăng. Rất cần thời gian để sẻ chia và hóa giải mâu thuẫn. Nếu có thể, vợ chồng nên sắp xếp đi du lịch xa, tìm cách hâm nóng tình cảm. Có như vậy, gia đạo mới sớm được yên ổn. Việc sinh con năm 2021 cũng cần cân nhắc kỹ càng, tránh bất đồng quan điểm rồi dẫn tới cãi vã. Người độc thân đào hoa kém sắc lại có thiên hướng kích phát những suy nghĩ kỳ quái. Dù có không ít người theo đuổi nhưng khó chấp nhận tình cảm hoặc đưa ra yêu cầu quá cao. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Mùi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, tam giác khai vận. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp giải đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Về sức khỏe. Tử vi tuổi Mùi 2021 về phương diện sức khỏe có hung cát đa sen, đa phần chịu tác động của xung thái tuế mà tinh thần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, kích phát bệnh về thần kinh như đau đầu, mất ngủ thường xuyên hay khí huyết kém lưu thông gây mệt mỏi, căng thẳng. Lại có thiên hư ảnh hưởng, nữ mạng sẽ mắc các bệnh về tiêu hóa và phụ khoa. Nam mạng suy nghĩ kỳ quái hay sự thiếu kiểm soát sẽ bị hỏa khí lấn áp, tổn thương tỷ vị, tim phổi. Ngoài ra, thái tuế gây họa khiến tai ương ập đến bất ngờ, bản mệnh cần cẩn trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nhẹ cũng thương tật tứ chi, nặng thì nguy hại đến tính mạng. Đặc biệt hơn nữa, đó là bản mệnh hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh, vòng tay sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, hóa giải vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Mùi suốt một năm 2021. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Mùi. Thứ nhất, tử vi 2021 tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, gia Trung Kim. Bước sang năm Tân Sửu 2021, người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 gặp cục diện Sửu Mùi tương xung, một sự khó thành, nhiều chuyện trắc trở,
dễ vấp phải những vấn đề và trở ngại bất ngờ, hoặc là người cháo trở, không thể đoán trước. Tài vận cũng không quá khả quan, cả nguồn thu chính và thu phụ đều chỉ ở mức tạm chấp nhận. Tuy nhiên, vẫn có thời điểm bản mệnh giải quyết được vấn đề khó mà người khác vốn đã bỏ cuộc. Đây chính là cơ hội để nâng cao uy tín và lòng tin từ mọi người xung quanh. Trong năm, những việc liên quan đến ngoại giao, quan hệ xã hội, chấp pháp, hành chính sẽ được tiến hành thuận lợi hơn. Thứ hai, tử vi 2021 tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, Thiên Hà Thủy. Trong năm 2021, vận trình của tuổi Đinh Mùi không được lý tưởng do phạm vào cục diện tương xung. Ảnh hưởng lớn nhất nằm ở đường công danh, sự nghiệp, công việc gặp nhiều khúc mắc sẽ bị cả điều kiện chủ quan và khách quan tác động gây cản trở, họa thị phi rình rập khiến tình hình tài chính sụt giảm. Ngoài ra, hàng loạt áp lực ập đến khiến tình trạng sức khỏe của tuổi Đinh Mùi không được như ý, cơ thể ảnh hưởng dẫn đến vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ của bản thân, có thể có dấu hiệu suy nhược. Thứ ba, tử vi 2021 tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, Thiên Thượng Hỏa. Người tuổi Kỷ Mùi trong năm 2021 đối mặt với xung thái tuế nên vận trình không được suôn sẻ, thuận lợi. Dù ít hay nhiều thì cũng sẽ đụng phải chuyện không như ý, khiến kế hoạch đề ra không được thực hiện hoặc tiến hành chệch hướng với mong muốn ban đầu. Người tuổi Kỷ Mùi mưu sự khó thành sẽ lâm vào tình trạng bế tắc. Thực ra nguyên nhân chính cũng bởi sự tự tin thái quá và có phần độc đoán. Chỉ vì tin những gì mình nghĩ nên kế hoạch cứ mãi quẩn quanh, không có sự đột phá. Đồng thời, sức khỏe trong năm cũng có dấu hiệu sụt giảm khá rõ. Thứ tư, tử vi 2021 tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, Lộ Bàng Thổ. Sửu Mùi tương xung báo hiệu người tuổi Mùi trong năm 2021 sẽ vấp phải không ít trở ngại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đây là tin không vui, nhưng bản mệnh chớ nên vì thế mà nản lòng. Vận mệnh nằm trong tay, bản mệnh vẫn có thể xoay chuyển được vận mệnh bằng chính năng lực và sự cố gắng của mình. Chỉ cần trong năm có giáp chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn, tiếng nói, hành động có chừng mực, dùng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh để suy xét mọi thứ thì không có điều gì quá đáng ngại. Tài lộc trong năm có dấu hiệu bị hao tổn, đặc biệt là rủi ro trong các dự án bất động sản. Đồng thời, còn dẫn đến sức khỏe không tốt, sẽ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy cơ va chạm giao thông. Thứ năm, tử vi 2021 tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, Sửu Liễu Mộc. Tuổi Quý Mùi có một năm mới suôn sẻ, như ý muốn. Có những thời điểm tưởng chừng như mọi việc tiến triển hết sức thuận lợi, thì bỗng dưng xảy ra vấn đề nửa chừng khiến công sức trước đó đổ sông, đổ biển. Trong những thời điểm bế tắc, con giáp này sẽ nghe lời sụ sỗ mà làm chuyện xấu, gây tổn hại cho chính mình. Nghiêm trọng hơn, còn mất tiền, mất của, mất lòng tin, trong lòng trưởng bối. Nhân duyên trong năm không như ý, có thể xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ, thầy cô. Tình hình sức khỏe bất ổn, cần đề phòng bị thương do va chạm giao thông. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Mùi. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, giải đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!